gì mà nổi dữ vậy trời. Hình như cái shop thì phải. Đúng rồi, cái shop. Vô. Đi. Hình như này là kiss shop nè. Ê, đúng rồi, này là kiss shop rồi. 47-50 lạc là quật. Đúng rồi. Để coi còn bao nhiêu tiền đây. Ở đây mình còn 2 triệu. Ok, vậy là hôm nay mình sẽ làm cái thử thách với 2 triệu mình mua được cái gì ở này là kiss shop nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nakin Kiss. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NYM Kiss. Nơi là kiss shop thì các bạn. Tiền nước đi. Em ơi, vô thì vô nhanh, đóng cửa lại, máy lạnh đó em, chứ không phải là điện chùa. Dạ. Thù quỷ, máy hàng xếp tắt. Dạ chào chị. Dạ. Chào em. Em trời thì ơi, em mới vô làm rớt đồ rồi. Dạ em xin lỗi chị. Treo lên. Dạ, em treo lên. Dạ. Em muốn mua gì nè? Dạ em muốn cái tay này nè. Cái tay này bao nhiêu chị? Em đoán xem. Em đoán được bao nhiêu rồi? Chị đoán xem. Em đoán xem. Ở bây giờ cái này bao nhiêu? 90. Mệt quá, 90 thì sẽ 90 đi. Bán lời không nhiêu gặp cái con này nữa thiệt á. Thiệt á, xéo sắc gì đâu mà. Mua gì nữa đi. Từ từ. Nè, mua gì bỏ vô. Ai mở cửa không có ngày á gì trời. Dân đứng lựa mới lấy được cái lỗ tai. Nhìn ăn nhìn nó có tiệm như trời. Wow, bình giữ nhiệt nè. Có cái vỏ nữa. Ui, tôi mở dịch nè. Em cưng. Ngưng tay lại, nhẹ nhàng lại. Hàng dễ vỡ em nha. Em lắc một hồi nó gớt cái chuông. Là em biết em đi về đâu không? Đi về đâu chị? Đến một cái nơi kế bên cái chùa. Nó đâu? Cái đền đó, là bà phải đền cái shop đó bà. Lắc nhẹ tay bà ơi. Quỷ này trời thiệt sự luôn á. Mua gì mà lắc quá trời lắc hả? Trời ơi, bán hàng kiểu gì mà xéo sắc gì trời thiệt luôn. Xéo sắc gì tao mới mua đồng đó. Cái này dễ thương nè. Bắp nè. Chim si nè. Đây à, xin bả cái rổ nữa. Chị, chị xin cái rổ nữa rồi. Em xin cái rổ nữa. Em đằng mặt gì hả bé? Đằng mặt gì xin cái rổ, lấy cái rổ thôi. Nè ha, nói cho nghe nè ha. Đi vô shop người ta mua vừa vừa phải phải thôi ha. Em mua cái gì mà một đống đồ vậy? Em định mua hết shop đồ này của chị luôn hả? Nè ha, em nói cho chị biết ha. Tại vì em thích đồ trong shop của chị ha, cho nên em mới mua nhiều ha. Còn cái thứ bán đồ như chị ha là có là dẹp tiệm ha. Nhưng mà chị nói ha, chị nói cho em nghe ha. Mua vừa vừa phải phải thôi. Em mua hết đồ rồi, mốt sao người ta vô người ta mua cái gì nữa. Mua tiếp đi, lựa đi, đi đi. Nè, gỗ nè, nè, nè. Đó, màu vàng đó, lựa đi. Lựa cho bạc ngàn vô đi, gỗ màu vàng. Ê, nói cái muốn á khẩu luôn trời. Nói thì kia cũng tánh kỳ. Đẹp quá à, Blackpink nè. Em. Dạ. Lựa vừa phải phải thôi em. Mấy cái hàng đó hàng mắc tiền của shop chị không đó. Có tiền không đứng lựa hoài vậy. Mua cái nào thì mua lẹ đi. Nhanh đi em ơi, trời ơi chị còn tiếp. Trời ơi, khách xếp hàng từ đầu lộ tới cuối lộ kìa em ơi. Ủa nhà con này bán shop hay bán bơm vậy? Có mình nên tôi luôn á trời. Thứ hai mà làm cái chủ nhật.
Cho em gửi nha chị. Muốn gì mua quá trời vậy trời. Mua ba cái xong giống như mấy đứa kia tính tiền không có đủ tiền, chị ơi cho em trả lại hai cái, chút nữa tôi cười cho thúi đầu. Slam nè. Ủa nhiều quá. Slam may nè. Ôm á. Tiếng gì? Tiếng gì vậy? Em ơi, tiếng lòng chị dở đó em. Slam. Trời ơi, thử. Em móc cái gì mà em móc như vậy? Rồi, bỏ vô, bỏ vô. Đây, chị tính tiền cho em. Trời ơi, Slam mà em móc như vậy là móc cái gì vậy? Hư hết em. Mà nó đi rồi tôi móc họng rồi đó. Mà không cho thử thì nó đàng hoàng làm dữ vậy. Trời ơi, tưởng cái gì vỡ không? Cái lòng chị vỡ. Cười. Anh đô nè. Dễ thương quá à. Con đô con thỏ nè. Dễ thương quá à. Em đẹp quá hả? Bắt chước quá vậy. Trời ơi. Chị biết chị đẹp rồi nhưng mà nhìn mặt em đeo lên bình thường quá. Anh Đàn ơi, ủa chị đuổi dông hả chị? Thôi mười chính tiền mười. Bể đồ em chị. Làm như rôm như rại. Nè. Của em nhiêu? Triệu 7. À, 7. Không, 2 triệu. Ủa sao nãy chị mới nói em là triệu 7? Tiền tiếp thị cho em 300 nữa bé. Tiếp thị? Đúng rồi, đấy chị ngồi chị nói quá trời luôn rồi chị chửi em nữa. Ủa chị mắc cười quá, chị nghĩ làm sao vậy? 1 triệu 7 là tiền hàng của em, của chị tiếp thị là chị là nhân viên, chị phải tiếp thị gì chứ, tại sao chị tính phí em cho em? Em sai rồi bé, em sai rồi bé. Chị là chủ, chị phải nhân viên bên em nó nghỉ nên chị tiếp, chị tính tiền, chị tính thị 300. Ủa thì chị là chủ rồi chị phải chịu trách nhiệm chứ, nhân viên chị nghĩ chứ không phải em nghĩ là tự nhiên chị tính phí em cho em. Chị nghĩ làm sao vậy? Ủa chị mắc cười quá à. Ủa em, chị đâu có mượn em vô đây mua shop đồ của chị đâu em. Ủa tự nhiên em vô giữa trời nắng. Chị ngồi đây chị phải tiếp em. Chị chửi em nữa. Mệt không? Mệt không? Ủa trời nắng em đi vô shop em mua đồ chị rồi. Tết đến rồi chị ơi. Trời ơi Tết thì Tết. Nhưng mà bán cũng được không bán cũng được. Chị cũng có tiền chứ thì Tết. Em vô đây em đứng em mua em lượt cả buổi trời. Em lượt đóng đồ. Chị ngồi chị tiếp em chị mệt gần chết vậy đó. Giờ sao? Công cha như lúa thái sơn. Nghĩa mẹ như lúc trong mùa chảy ra. Một lòng thờ mẹ chúng cha. Trời ơi trời chửi em mới là đạo con. Đạo con mày là đạo con đó. Mày đáng tụi con tụi cháu tao đó. Ủa mà mắc cười quá. Tôi coi nhưng mà tôi coi của ba má tôi chứ không phải của bà đâu. Thôi thôi mẹ không có thái đồ vậy nha. Nè nè đồ nè tôi cho mày luôn á. Nè 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 nè. Ủa là sao? Ủa mình vẫn còn 2 triệu mà. Ủa được. Trời ơi hào quá. Chắc đi với con này quá. Cũng may tiền. Trời chú lấy tiền luôn. Trời chết rồi. Trời ơi tập trung nha trời. Ôi, đòi 300 nữa đâu được 2 triệu mà em mất luôn chưa 7. Trời ơi, nó rồi. Em ơi, có nghe không tiếng gì? Em ơi, có nghe không hỡi em? Em ơi! Ok các bạn ơi, nãy giờ chỉ là một cái video hề hước do team mình bị ngẫu hứng. Rồi ngẫu hứng nghĩ ra. Tự biên tập một chút xíu thôi chỉ trong vòng 15 phút.
đây 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 đây. Còn đây mới là bé bán hàng của chúng tôi, một bé bán hàng xinh xắn thân thiện, rất là dễ thương, hơi lùn một tí thôi nhưng mà rất là dễ thương. Đây mọi người hãy nhìn đây, thấy cái quần mà kéo tới gần cái vú như vậy là mọi người biết rất là dễ thương luôn nha. Dễ mọi người ơi, cho nên đây mới là người mà bán hàng chính thức của shop em, rất là dễ thương thân thiện, trang phục cũng lịch sự nhờ nha. Mày đi ra mà đi ra là đi ra luôn đó, đi ra rồi ơi, vô ra đi kha, bán hàng cái gì thiệt luôn á. Không vô lại chị. Cho nên đó chỉ là một cái video vui thôi. Cho nên các bạn ơi đừng sợ, đừng ngần ngại đến tới shop nơi là ký shop 47/50 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 để đến mua hàng của chúng tôi nha. Chúng tôi rất là thân thiện chứ không nhận mắm này đâu. Ok. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để này là kiếp sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. À quên nữa, sẵn Tết này thì mình có một món quà dành cho tất cả các bạn, là vào ngày 27 tháng 1, tức là ngày 22 Tết đúng không? Là ngày 22 Tết thì chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt với nhau ở nơi là kiếp shop tại địa chỉ 47/50 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Nhớ nha, 27 tháng 1 các bạn cứ đến đây mua hàng thì Nhi sẽ ở đây 24/24. Giỡn thôi, thực ra là Nhi sẽ ở đây từ 12 giờ trưa cho tới 8 giờ tối để đón chờ tất cả các bạn đến. Các bạn ơi, nhớ đến đó nha. Tại vì ngày hôm đó Nhi sẽ có quà tặng cho các bạn và có lì xì cho các bạn để lấy hơn năm mới nữa, các bạn nhớ đến nha. Mặc dù là kênh nó mà sao nó nhiều quá vậy trời. Cái đợt xéo xác ngàn đời không bỏ thật sự luôn. Tôi đi về, được rồi bà, tôi đi về. Cảm ơn bà. Ê, bà lút dùm dịch mình rồi. Đừng quên nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi Nhi ra video mới nha.